Xin chào các em, chị Nhiễm Xu đã quay trở lại. Và hôm nay chị em chúng mình sẽ tô con gì nhỉ? Con lạc đà nha. Hôm nay chị em chúng mình sẽ tô con lạc đà. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở hộp quả Doraemon. Con lạc đà thì nó sẽ có màu đà ở bên viên này. Chị lấy màu nước đi. Đố các em biết con lạc đà sống ở đâu đó? Đúng rồi, nó sống ở hoang mạc. Các em có biết vì sao nó lại sống ở hoang mạc không? Tại vì lạc đà chịu khát rất là giỏi. Nó có thể đi hàng ngàn dặm mà không cần uống nước. Màu vàng, tô cái màu vàng. Sắp xong rồi. Xong con lạc đà ra nè.